Nó chát quá, nó dính ở đây nè các bạn ơi. Chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình với team mình sẽ làm video thử thách sinh tồn ở ngoài đồng. Thì do không có người quay nên mình sẽ làm Kagehen cho mấy thanh niên này làm thử thách ở ngoài đồng. Điều trước tiên mình cần làm gì không Bao? Làm cái chòi để mình che nắng được chứ nắng quá. Bây giờ hôm nay mình sẽ đi làm cái chòi. Đi, đúng không? Rồi thì bây giờ nghe các bạn, mình sẽ, anh em mình sẽ xây một cái chòi ở đây để che nắng che mưa sinh tồn nha các bạn. Bây giờ ông đi dọn chỗ đó đi. Giờ tôi sẽ đi kiếm cây với lá chuối đúng rồi. Cái này hả? Đúng rồi, dọn chỗ này đây. Bây giờ là dọn hết cái gốc này ra phải không? Rồi đúng rồi. Rồi ok. Rồi để tôi đi kiếm cây với chuối lại rồi. Đây. Rồi tôi quay gì rồi tôi có dọn không? Thổi. Hả? Thổi. Ừ. Vậy tôi quay ha. Rồi hồi tôi đói bụng rồi sao? Kiếm đồ cho ăn luôn. Rồi rồi ok. Chạy ra này không các bạn đúng không? Con gì á trời mưa này nó ủ ba gì dưới đây nè thấy không? Nè, đó, mình phải dọn ra cho sạch sẽ rồi đó. Đó thấy không? Có con gì nè, nè. Ừ nè. Cũng chiếu. Oh no. Thì Mr. Bell đang dọn chòi ở đằng kia thì mình lại đây mình quay Lenis. Đây, có mấy cái cây ở đây rồi. Bây giờ mình để đây ha. Mình lại đẳng mình chiếm thêm một mớ nữa rồi mình lôi về. Đó, hôm nay mấy mình sẽ làm thử thách sinh tồn ở ngoài đồng. Mấy mình sẽ làm một cái chòi. Ăn ở đó, ngủ ở đó luôn. Đây, có mấy cái lá chuối. Của người ta bỏ rồi. Wow! Để mình lợp nha. Cái lá chuối này. Giờ mình lấy thêm mấy cái cây này nữa nha các bạn, rồi mình lôi về làm chạy. Đó mấy cái cây này là người ta chặt ra bỏ giờ nó bị khô rồi. Giờ mình tận dụng nó. Mình sẽ lấy nó làm cái sườn, rồi hồi mình sẽ để lá chuối lên. Mệt quá các bạn ơi. Nãy giờ tôi lôi cây, ủa, rồi nãy giờ đâu kêu ông sao vậy? Đúng rồi kìa. Nắng quá trời chịu không nổi. Tôi cũng mệt cũng chết rồi. Dạ, giờ vậy ok không? Ờ vậy cũng được rồi. Rồi làm sao? Mình tước ba cây này chuẩn bị dựng cái lều đi. Trời ơi, mày cắt lều mà để cây gì bự quá vậy? Vậy nó mới chắc chắn nổi. Chắc không? Chắc. Ta chợ vô mình ngồi cái đụng mới nó thập đè cái. Rồi tước cây lá tiếp tôi đi mà. Có cây dao rồi tước làm sao? Bẻ ra. Trời ơi, thử thách sinh tồn á. Ông ngồi kiểu này rồi lụ. Nó cắt trời. Mã lửa cây gì nè trời, nhóc chịu nổi với nó không? Sinh tồn mà có gì thì tận dụng cái đó thôi. Mày không dám lựa cây bự chút nữa, cái cây gì tao nhìn nó ớn hẳn vậy? Sinh tồn mà không đòi khỏi được. Mấy cây nhỏ này làm gì? Để nó đi mà tận dụng. Tận dụng gì? Cái chuối đó là máy đó hả? Trời ơi. Ai dạy em cắt cái chòi gì nít? Hả? Ai dạy cắt chòi vậy? Dạy đâu. Ai dạy làm lại chứ hả? Ừ. Trời ơi. Rồi chắc còn có một cây này nữa là hết phải không? Ừ. Nít ba cưng ai dựng cây sườn lên cho. Đang dựng lên đó hả? Rồi chặt này gần xong rồi nè. Quá trời nắng rồi. Rồi anh Beo làm xong chưa? Rồi để xếp mấy lá chuối đem về đắp đi. Đó giờ mình làm cây này xong rồi, sườn xong rồi. Giờ xếp lá chuối đi. Nó nghe nè, nó kêu làm lý sinh tồn mà mình không ăn gì chưa hết. Quá trời đó bụng nè. Làm nhà xong là phải kiếm gì ăn mới được nha. Ừ, mà ăn gì trời? Sinh tồn mà có gì ăn đó. Ừ, thì sinh tồn mà. Lẽ có chuối ăn chuối luôn à? Ờ. Lỡ làm thử thách rồi. Thử thách sinh tồn mà phải chơi rồi, có gì ăn đó. Rồi. Giờ lại nói hồi tôi xuống sông tôi bắt cá luôn bây giờ nè. Okay. Mình, làm mấy cái này là mình tựa vô mấy cây chuối luôn nha các bạn. Sẵn có mấy cây chuối ở đây mình tựa vô mấy cây chuối luôn. Cho nó dễ.
kiếm đồ bụng này lại đi. Kiếm đồ. Nhìn nhìn nhìn. Trời lấy cái. Lấy cái đó bụng. Đây nè. Cái chú hôm nay lấy cái lục bình này xong mà bổ. Tức kìa. Làm cậu lao xong rồi. Cắn luôn hả? Lá chuối à, biết ông lấy lá chuối làm gì không? Họ ông tính đi cầu ông lao luôn á. Đây nè. Nè, rồi. Tước ra gì nè, ông ơi. Đồng ai nhá. Học hỏi theo của mấy người ta dẫn đưa ở nhà nè không? Rồi giờ mình dựng lá chuối là hay gì? Đúng rồi. Chưa, hả cây ngang sao dựng là được? Cây ngang nữa. Không làm cây ngang đi. Đó. Đó. Hồi mình có lấy cái gì lót ở dưới đây không ta? Có lấy chuối lót. Để lót nào khô rồi. Cùng cắn nước quá chị trời. Ồ, lá chuối bự quá các bạn ơi. Bự hơn con người mình luôn á. Bảo đảm mà. Nè đây nè, tôi cầm giùm nè. Bảo đảm mà mình xây căn nhà này là chịu được gió cấp độ 7 luôn nha các bạn. Cấp độ 7 rưỡi là thật luôn à. Nhà này hả? Chịu được cấp độ 7 đó. Chết bà này thật quá. Động đất là chịu được 9 độ quýt tay. Mà hắt xì hơi cái là sập. Quá wow, cũng mát ha. Quá êm. Giờ còn dưới này sao? Dưới này hồi mình lạp vào lá chuối đó luôn rồi. Lá chuối này luôn hả? Rồi. Đó các bạn ơi, bây giờ tem của mình làm đã xong cái nhà đó nha các bạn. Bây giờ mình wow. Vì mình xây cái nhà này mình đi quên đi coi thầy bói. Bởi vì cắt theo hướng mặt trời, giờ nó nắng. Hướng mặt trời mọc thì trời nắng hả? Mà không ngờ mình xuôi ngay chân mặt trời đi mọc. Nắng nguyên cái nhà luôn. Rồi. Quá ok, mình còn làm. Giờ này mở dân nắng nè các bạn ơi, quá trời mệt tôi. Mình trở lại cái tuổi thơ đúng không? Đi được chưa? Rồi. Nhà quá đẹp rồi đó. Thì mình vô ngồi nghỉ mệt xíu đây. Ở đây. Đó, bạn ơi. Giờ mình vô mình nằm ngủ được không các bạn? Đây mình có cây chuối mình tựa. Cắt căn nhà mà không đi coi thầy. Giờ em hát hôm nào cho nó nặng trời nặng. Nè cắt căn nhà mình đi coi thầy giờ nè. Giận nắng luôn. Quá mệt bạn ơi, dựng được cái trời. Đó là công. Dưỡng được cái trời đó các bạn. Nhưng mà vì đây là lần đầu tiên anh em mình làm thử thách nên hơi lộng cộng xíu rồi các bạn. Lỡ ở các căn nhà mừng quá mình nằm ngoài nắng được không? Ngắm cho mấy mát. Thôi chứ nằm ngoài nắng là tắm nắng. Trời ơi. Nắng vậy là tắm nắng cho nó đã. Bây giờ dựng cái trời này xong rồi mình làm gì nữa? Thì kiếm đồ ăn ông nội. Giờ mình kiếm đồ ăn đi, đau bụng quá trời. Thì kiếm gì ăn đi. Giờ chia ra đi kiếm đồ ăn đi. Giờ tôi kiếm nước uống cho ông Bèo đi kiếm đồ ăn đi. Vậy tôi kiếm nước uống giờ ông kiếm đồ ăn. Đó. Rồi. Rồi sao? Đây. Bà bác. Vậy ăn gì? Thì giờ xin tội mà kiếm được rồi. Ăn đó. Rồi chị là tôi quay nha. Rồi. Rồi bây giờ mình chia đi. Luôn. Sao? Tóc lá rồi. Đi kiếm nước uống nha các bạn. Để ở đây nè. Nước uống đâu ra trời. Đây, đây có cái lon nè các bạn. Mình cái lon tức là mình tận dụng mình sẽ nấu nước ở dưới sông uống. Bây giờ sông nước lên. Để cái lon bia này. Giờ cắt nước qua đi kiếm nước uống đây. Ê, đây có trái nhựa các bạn ơi. Mình chui xuống mình cũng trái nhựa các bạn. Ồ.
đầu gạch có trái dừa đó. Hên quá các bạn ơi, hôm nay sinh tồn mà hên quá, cũng được trái dừa. Nhưng mà mình sẽ giấu mình uống một mình để cho mít tờ bé uống nước sau. Ở đây. Tìm cái lon này nấu nước cho Mr. Bell uống. Nãy giờ tìm được gì à Mr. Bell? Tìm được thức ăn cho. Đó. Ăn gì không? Chuối. Chuối à. Chuối mình nướng. Mình chuối nướng trên tồn hả? Rồi cũng được nữa. Để đây, nhưng mà lửa đâu nướng? Để tôi đi tạo lửa. Kiếm đi tên. Nhưng mà cái lon này chút đi làm tao kiếm đồ ăn nước uống mà nằm nước ngủ hay thiệt chứ. Ai kêu ông với nó bắt tôi quen gì rồi giờ cảnh tôi ngủ. Giờ có đồ ăn nước uống rồi kìa. Ai biết đâu buồn ngủ chết không lại gì hoài. Ăn gì? Ăn chú. Bạn ơi, tôi tưởng đâu ảnh kêu mình quay làm gì ai về. Ảnh kêu mình quay Mr. Bell cho ảnh ngủ. Rồi dưới quay nè. Thôi ngủ à. Rồi dưới quay để ta đi kiếm nước uống. Dạ không nước phải không? Các bạn. Đen mặt hoài. Trời. Đồ mà kiểu gì là các bạn thua luôn, kiểu này chắc cho chết ngoài đồng luôn quá. Giờ mình giờ Mr. Bell đi tìm thức ăn nha các bạn. Rồi để em đây không. Rồi cái này nè mình sẽ nướng không hút không để vào không. Trời ơi, chết tôi nè, mũ dính cho nè, lấy này tôi đó, đâu có được. Bây giờ, trả lại. Các bạn nhìn đây nha, cao thủ ở lọc dừa. Mr. Bell sinh ra ở Bến Tre nha các bạn. Mà cái mỏ của Mr. Bell có bị hồn. Đó, thấy không? Quá hay, cạp hết. Oh no. Oh no. Cạp hết luôn mới hay. Thử thách 24 giờ cạp dừa. Đồ Mr. Bell. Hồi đầu quá. Gì mà dám nói xưng hô gì xưng gì dỗ ngực gì đó. Người Bến Tre. Thấy. Thế nên là mình là người gạch giá nè các bạn. Nè là Kiên Giang nè, đất Kiên Giang nè, đầy nắng nè, có gió nè. Ơi nhưng mà tôi phải có gió nè, tôi phải đổ mồ hôi quá, tôi quá trời nè. Còn trai Kiên Giang nè, vừa chịu khó đi siêng năng nè, thấy không? Chịu khó nè, siêng năng ngồi trời nắng nè. Làm kiếm nhìn nước vừa uống đó. Rồi sao nữa? Phải kiếm nước uống rồi các bạn ơi. Phải kiếm nước rồi. Không có nước uống rồi chết. Nếu lỡ một mai mẹ anh cần con dâu thảo, em có chịu bằng lòng mà làm vợ mẹ anh không? Nếu mà có ai chịu về làm dâu của đất Kiên Giang thì có gì IP cho mình nha. Ơi nó nghe rồi làm vợ ông tôi thấy không sướng ra tối ngày bắt đi làm thử thách sinh tồn rồi chắc người ta chết luôn quá. Đâu có. Nói vậy mình chịu khổ thôi, nếu có vợ ai để cho vợ mình khổ. Đen giá trơn. Rồi nãy là Mr. Bell bẻ được một nải chuối. Nhưng mà Mr. Bell định chơi khăm mình nhưng mà không có được. Mình giả bộ ngủ. Khúc đầu là ngủ thiệt nha các bạn, nhưng khúc sau là giả bộ ngủ. Mình chơi lên Mr. Bell. Bạn ơi, sau một thời gian nãy giờ là lột mệt quá mà hôi đổ cũng thành công nè. Chặt xong chưa? Rồi, vô đây. Làm gì? Làm gì vậy? Chú uống luôn. Mày uống hả? Ừ. Trời trời. Ơi, một trái dừa mà có nhiêu đó uống chắc nó lộn quá. Công kỹ nãy giờ tao đổ mồ hôi nha. Người uống miếng đi. Rồi tôi không? Cũng khát nước rồi sao? Nè. Thôi cho uống trước đó. Uống như này uống kỹ được mày nhé. Thôi hồi tôi đi kiếm cái khác rồi uống. Được rồi các bạn.
hên quá lụm được trái dừa không, thôi không biết uống bằng gì nữa. Rồi trái dừa nãy trong nó có mọng dừa không ta? Ê còn cái này ăn được nè, đó giờ mình mổ ra mình ăn luôn đi. Đây còn nước. Uống hết còn đi ăn. Hết đi. Ồ chắc ngon dữ lắm ha. Nước the, the đã lắm. Nước dừa có mùi Coca-Cola uống hả? Uống cái đi, hãy đổ nó còn nhiều nước lắm. Rồi quá trời nước rồi. Ê rồi xong cho tao uống. Nè uống đi. Khát nước uống chết. Thấy không? Trời, uống dừa mà giống như uống bia đã gì đâu á. Nó the the đã lắm. Trời nắng uống nước dừa đã thiệt. Uống cái nữa đi, uống cái nữa hãy đổ. Đổ cho nó hết nước luôn đi. Trời còn nhiều lắm. Quá ngon. Chờ Mr. Bell mổ trái dừa ra nha. Rồi nhéo TV đâu rồi Mr. Bell? À đi đâu rồi, mới đây Đức Thị đi đâu rồi? Viên Trăng ơi! Đi kiếm đồ ăn sẵn sơ, sẵn sát. Đặt nguyên cái mặt vô buồn chuối luôn nè, vợ đổ quét ở đây luôn nè. Cuối cùng cũng lụm được hai trái đu đủ. Đu đủ mỗi dịch phải không? Thử thách sinh tồn mà giờ mình lấy mấy cái này nè. Mỗi dịch nó giống ở đâu? Mỗi dịch chứ mỗi gì? Mỗi dịch đó, đâu? Rồi. Này mỗi ai cạp vô chứ mỗi dịch gì? Mỗi chim cạp. Nè. Có không? Ủa. Quá ngon. Để con thử miếng này ơi. Đi giao khui anh. Ôi. Miếng này ngon quá ha. Cái gì không biết chứ làm ba đồ ăn này là tầm thường. Công nhận ơi làm này nè khui ra nè. Làm mấy cái clip sinh tồn gì là tưởng đi theo vậy là đói không? Ai ngờ là đồ ăn nhóc hết trơn. Ơi. Lính lại vô mặt tôi thấy gì không nội. Ngon quá. Mày ăn thử mấy. Các bạn thấy mỏ hổ mình chưa? Quá đẹp. Còn cái chuối này nè. Mình để một chút nữa mình nướng hoặc là mình nướng đi ha ông ba. Đây là bụng Viên Trăng luôn. Bụng Viên Trăng luôn. Miên nãy mình dằn bụng nè. Lỡ con hoàng ngủ mình dằn bụng. Thôi tôi vô tôi nghỉ ngơi xíu nha. Ơi giờ tôi đi đâu giờ ông Bèo? Nói đây gọi là gọt trăng nè. Giờ mình đi kiếm gì nữa cho thằng nít nó, nãy giờ nó làm mệt rồi cho nó nghỉ đi. Tôi kiếm cái gì tôi đi. Đi đâu? Giờ đi xuống ruộng bắt cá vậy đi. Không biết có cá đâu nữa. Đó Mr. Bèo đang gọt đu đủ. Còn Lê Nít làm mệt rồi các bạn ơi. Lê Nít ngủ rồi. Đó sắp thành quả đó nha. Giờ là nhà xây xong rồi trời chỉ còn là ăn thôi. Đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Có đu đủ dưa chuối. Nhưng mà chuối nó chưa chín sao ăn. Bây giờ tôi sẽ tạo lửa giống thời Nguyên Thủy nha các bạn. Oh no. Rồi ra làm người Nguyên Thủy không đi ông Bèo. Cái gì? Cho Nguyên Thủy đi. Trời sướng quá ha. Chặt dừa xong rồi ra ngồi hút thuốc. Ủa? Coi lửa sao nãy giờ không đưa cho tôi. Ai biết đâu mày nói mày là Nguyên Thủy. Mày xe ra lửa tao để tôi coi cho mày ra lửa không. Không có lửa gì. Quẹt tao đem theo bộ. Hồi nãy giờ không đưa ba. Trời ơi. Các bạn ơi. Không có một quẹt thuốc mà không đưa cho mình tạo lửa mà để mình làm gì. Coi mày Nguyên Thủy mày xe ra lửa làm sao thôi chứ đâu có biết đâu. Chết luôn bây giờ có một quẹt rồi các bạn ơi. Hên là Mr. Bell hay hút thuốc nên có đem theo một quẹt nên mình khỏi cần xe cái đó nó khó quá. Có đâu ông vụ cưng đó, ông tính cho cưng đó. Tính ra cho cưng làm cho mệt vậy đó rồi mới đưa học quẹt ra. Ơi, tốt lành gì đâu. Bởi vì bị ăn đạp cái là đúng rồi. Của người ta Nguyên Thủy là người ta lấy đá. Đá mà người ta lấy đá lửa. Còn mày lấy cây nó xe không biết xe gì nữa. Ê tôi có dụng cụ múc nước rồi. Cái gì? Lấy này múc nước được không? Trời cái bình nước sâu đó trời, múc vô uống cho chết rồi. Ai biết đâu thấy đó còn nhóc chân kìa. Cháy rồi, con ơi. Cháy rồi, cháy rồi.
Rồi sao, rồi sao giận? Kêu nước tạt hay gì? Đang hướng đồ mà tạt. Bới người ta, bới người ta. Kéo ra, kéo ra. Kéo ra, đừng coi vô. Nó nghe nè, không gà xui chứ ngộn biết làm sao, chắc phóng qua luôn quá. Trời ơi, chuối nướng vậy đó hả? Kéo ra, kéo ra. Kéo ra. Ăn theo kiểu nguyên thủy mà. Cái này nướng theo kiểu nguyên thủy mà, hồi nó cháy nguyên cánh đồng này luôn, ngộn biết làm sao nó. Lấy cây đồ đồ, trời ơi. Nãy giờ niệm Phật không các bạn, sợ nó Phật cháy á. Chín rồi, chín rồi. Rồi bây giờ chuối chín rồi nha các bạn. Lấy ăn bye bye. Nè, hẹn ăn trước đi. Thôi, cho ăn trước đó. Nãy giờ ông nướng cực khổ cho ăn đó. Ăn đi. Sao không? Đây tôi ăn cho. Trời ơi. Nè, giống được gần không? Nè. Đúng là người gừng mà sinh tồn là phải giống như vậy. Thấy rồi, bỏ cục, bỏ cục. Sao? Sao? Review. Dạ. Nó chát mà, ăn từ từ, tại ham ăn hốt uống. Được rồi. Quá chát rồi. Này ăn dính môi tùm lum cho nè. Tại nãy mày ham ăn hốt uống thôi, giờ ăn rồi. Đúng rồi. Ăn rồi. Đây để coi học hỏi cách ăn uống rồi. Ăn chuối rồi. Như gần rồi, ăn vậy. Rồi ăn sao? Các bạn thấy Mr. Bèo nướng là các bạn cũng thèm phải không? Nhưng mà các bạn ăn chung nha. Đó, giờ mình ăn nè. Rồi, cắn đi. Sao? Ok. Ngon không? Chát chát. Chát chát, rồi sao nữa? Chát hết nguyên cái miệng. Dạ. Rồi bây giờ nó đóng mũ. Nuốt nước miếng rất là khó. Rồi bây giờ làm sao cho nó hết chát? Hết chát hả? Ăn nữa. Ăn hết đó, hết chát. Được. Rồi bây giờ nó không có chát nữa mà dính tay nè. Dính tay, rửa tay. Quan trọng là ăn hết ở đây. Ngon á. Ngon không? Rồi vậy ăn được rồi đó. Không sao, không đi. Không có nè. Chết đâu các bạn, sợ rồi phải không? Nhưng mà tôi phải ăn dừa hơn ăn chuối đi. Vậy là sợ chết, không dám ăn dừa. Ủa lộn, không dám ăn chuối. Nó chát quá, nó dính ở đây nè các bạn ơi. Chết rồi. Mà nhiều đồ ăn quá các bạn ơi. Nhiều đồ ăn ngon quá. Nghe áo sáng vừa ăn được nè. Mít tay ăn thử nè, mít tay bao. Ơi nó nghe nè, ăn vô sạch răng lắm á nghe. Mình phải đánh răng mới được. Bác sĩ dạy á. Đúng rồi, nãy giờ ăn chuối đó, chuối với mũ dính ra trà đi. Nãy giờ có ăn chuối không? Không. Bây giờ ăn chuối qua giờ dính ra trà mới được. Không có, ăn vừa nó cũng dính trà đi, trà tập thể đi. Rồi nè, 1, 2, 3 ra nè. 1, 2, 3 đánh răng trong ruộng hả? Không có nè, giống như là mấy cái cào răng đó, nó bám vô đó này mình trà cái sọt. Cái này giống đánh răng bên rừng đó các bạn ơi. Nếu mà cái này mà trắng răng thiệt là tôi với ông đi bán này luôn. Bán gì cũng vừa. Bán sáng vừa cho người ta trà trắng răng. Bí quyết của mình. Trắng không? Không gai. Thấy không? Trắng kìa thấy không? Thấy đẹp trai chưa? Đẹp rồi. Ok. Ngồi chuối này gọn sao giận? Ăn nữa. Bây giờ mình nhiều đồ ăn quá mình chừa lại đi. Để một hồi nữa mình đói bụng hay gì đó mình ăn. Bây giờ mình vô liều của mình nghỉ ngơi đi. Ok. Giờ vô liều ngồi nghỉ ngơi tâm sự cái đây. Ngồi nghỉ ngơi đi. Quá cho mệt. Ở đâu gà vậy? Ở đâu gà vậy? Thử thách sinh tồn là mình phải tận dụng. Các hạ là người cũng không phái nào cho hỏi chứ hả? Ta là vua. Vua nước nào vậy đó hả? Các hạ hãy đi ra khỏi nhà thôi. Cái bàn ăn mày em cho vô đây hết trời trời. Trời cho xin chơi với ai. Cho có cho vô ông cho bèo. Đi cho nó chơi chung đi trời. Ôi đi mà tao thấy đau nghi lắm rồi đó hả. Trong đây không có ai cho cho đi chơi chung đi mà. Nãy giờ ăn mấy này trời đó uổng chớ. Thấy không? Thấy mình ăn cực khổ không? Bởi vì là phải cho một like với để bình luận ở dưới nha. Nếu mà các bạn thích tem của mấy mình á, làm video vậy á, các bạn mạnh dạn bình luận xuống đi. Để đây ba anh em mình sẽ đi làm những video đó cho các bạn xem. Ok không? Ok. Ok à, không? Ok, mà còn một điều nữa. Nếu các bạn nào mà có chơi Facebook á thì vô comment chia sẻ giùm. Đúng rồi, phán từ từ. Đó. Mình like xong rồi mình bình luận. Bình luận đấy cho Duyên Trăng biết ý kiến nha. Nãy giận chuối nó nuốt nó không trời luôn. Xong biết làm gì nữa không?
chia sẻ video của tôi lên Facebook để cho mọi người biết tới nữa, để mình còn làm những video thử thách hoài luôn, phải không? Đúng rồi. Rồi mời mình làm video gì bây giờ? Mời mình vẫn sẽ tiếp khán tục. Khán giả yêu cầu làm video gì? Tiếp tục cái series sinh tồn của anh em mình, là anh em mình sẽ sinh tồn ở dưới sông. Sinh tồn dưới sông. À, hôm hôm qua thấy có nhỏ kia nó cầm anh vô kêu làm thử thách sinh tồn dưới sông, bởi vì mai làm luôn đó phải không? Đúng rồi. Quá hay quá hay. Theo yêu cầu của các bạn thì mình sẽ thực hiện. Ừ. Còn bây giờ anh em mình sẽ nằm nghỉ ngơi một chút rồi kết thúc video. Bye bye. Bye. Nghỉ ngơi.